Một cái nắp học bình. Đây là cái nắp học bình dành cho xe cấp. Cho ly đồ cũng xài chung được. Đây dành cho xe cấp ha. Thì nếu các bạn xài xe cấp 81, 86, 82 bình 12V nhỏ thì xài được cái này. Cái này chúng ta bỏ vô. Cái này thì chúng ta sẽ để ngang. Chúng ta để ngang như này, chúng ta xỏ vô trong cái xe. Đó. Đây là học bình dành cho xe cấp nha. Này thì 150 một cái nha. Ok, các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cấp thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0982 116 306. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để nhận được nhiều clip mới nhất từ kênh YouTube phụ tùng riêng của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn.